Cách đối nhân xử thế của người quân tử. Người quân tử trong tư duy phương Đông thường được hiểu là người có phẩm chất cao đẹp, biết đối nhân xử thế một cách tôn trọng và công bằng. Dưới đây là một số nguyên tắc mà người quân tử thường tuân theo trong giao tiếp và ứng xử với người khác. 1. Tôn trọng người khác là một khía cạnh cơ bản của đạo đức và sự hòa hợp xã hội. Những người được coi là có phẩm chất đều hiểu rõ tầm quan trọng của quyền riêng tư. Họ nhận ra rằng mỗi người đều có quyền sở hữu không gian cá nhân, suy nghĩ và cảm xúc riêng. Bằng cách tôn trọng những ranh giới này, họ thể hiện sự thông cảm và quan tâm đến sự tự chủ và cá nhân độc lập của người khác. Mặt khác, mỗi người đều có góc nhìn riêng biệt được hình thành bởi những trải nghiệm, niềm tin và giá trị cá nhân của họ. Tôn trọng người khác có nghĩa là thừa nhận và đánh giá cao những khác biệt này mà không ép buộc quan điểm của mình lên người khác. Điều này tạo điều kiện cho sự mở cửa trí óc, sự dung hòa và cuộc trò chuyện xây dựng, những yếu tố quan trọng cho một xã hội đa dạng và bao dung. Cảm xúc đóng vai trò quan trọng trong giao tiếp và sức khỏe tinh thần của con người. Tôn trọng người khác bao gồm việc nhạy cảm đến tình trạng cảm xúc của họ và phản ứng với sự thông cảm và lòng trắc ẩn. Điều này có nghĩa là tránh hành động hoặc lời nói có thể gây tổn thương hoặc đau đớn cho người khác và thay vào đó luôn sẵn sàng sự giúp đỡ với sự hiểu biết. Sự tôn trọng thực sự còn vượt xa những khác biệt ngoại hình như tuổi tác, giới tính, tôn giáo hoặc dân tộc. Nó bao gồm cách xử sự mọi người với lòng tôn trọng và công bằng, bất kể nền tảng hoặc danh tính của họ là gì. Bằng cách không phân biệt đối xử và định kiến, cá nhân thực hiện những nguyên tắc về sự bình đẳng và công lý. Như vậy, khái niệm về tôn trọng người khác bao gồm nhiều khía cạnh của hành vi giữa cá nhân, bao gồm riêng tư, quan điểm, cảm xúc và không phân biệt đối xử. Những người thể hiện đức tính này đóng góp vào việc tạo ra một xã hội hòa hợp và tôn trọng. 2. Việc giữ gìn những nguyên tắc về công bằng và công lý là điều không thể thiếu trong hành vi đạo đức và sự phồn thịnh của xã hội. Những người có phẩm chất cố gắng đối xử với tất cả các bên liên quan vào một tình huống một cách không thiên vị và công bằng. Họ xem xét các yếu tố liên quan mà không có định kiến hoặc sự ưu tiên, đảm bảo rằng các quyết định và hành động là công bằng đối với tất cả mọi người tham gia. Công bằng tạo ra sự tin cậy, hợp tác và tôn trọng giữa các cá nhân và trong cộng đồng. Công lý bao gồm việc đảm bảo mỗi người nhận được những gì họ xứng đáng, dựa trên quyền lợi của họ và các nguyên tắc đạo đức và pháp luật. Những người có phẩm chất cố gắng thực hiện công lý bằng cách xem xét hậu quả của hành động của họ đối với người khác và xã hội như một tổng thể. Họ làm việc để khắc phục những bất công và thúc đẩy sự bình đẳng và công bằng trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Những người ưu tiên công bằng và công lý không cho phép định kiến cá nhân hoặc lợi ích cá nhân ảnh hưởng đến quyết định của họ. Họ cố gắng để duy trì sự khách quan, xem xét tất cả thông tin và quan điểm liên quan trước khi đưa ra nhận định hoặc hành động. Sự cam kết không thiên vị tăng cường sự uy tín và hợp pháp của quyết định của họ và góp phần vào một xã hội công bằng và công lý hơn. 3. Trung thực và thành thật là những phẩm chất cơ bản đóng góp vào sự tin cậy, minh bạch và hành vi đạo đức. Những người có phẩm chất ưu tiên trung thực trong hành động và giao tiếp của họ. Họ tuân thủ nguyên tắc và giá trị của mình, ngay cả khi đối mặt với những quyết định khó khăn hoặc cám dỗ để lừa dối. Sự nhất quán trong hành vi phản ánh cam kết của họ với tính trung thực cá nhân và lòng dũng cảm đạo đức. Những người trung thực được xem là đáng tin cậy vì họ liên tục truyền đạt thông tin và ý định chính xác. Người khác phụ thuộc vào lời nói và hành động của họ, biết rằng họ có thể mong đợi sự minh bạch và tính trung thực. Sự tin cậy là rất quan trọng để xây dựng mối quan hệ mạnh mẽ và khuyến khích sự hợp tác và cộng tác. Sự trung thực sẽ thúc đẩy sự minh bạch bằng cách đảm bảo rằng thông tin được truyền đạt chân thực. Những hiểu lầm và xung đột có thể được giảm thiểu. Minh bạch cũng thúc đẩy sự chịu trách nhiệm và tạo ra một môi trường mở cửa và tin cậy. Trung thực là một trong những nền tảng của hành vi đạo đức. Trung thực giúp ngăn chặn sự lừa dối, gian lận và tham nhũng, khuyến khích sự công bằng và công lý trong xã hội. Trung thực và thành thật là những phẩm chất cần thiết đóng góp vào tính trung thực cá nhân, sự đáng tin cậy, sự minh bạch và hành vi đạo đức. Những người ưu tiên trung thực thể hiện tính toàn vẹn và xây dựng mối quan hệ mạnh mẽ, cùng lợi ích dựa trên sự tin cậy và tôn trọng. 4. Khiêm tốn và tự tôn là những phẩm chất thể hiện sự cân nhắc về bản thân và tôn trọng người khác. Dưới đây là một phân tích và minh họa về câu nói. Khiêm tốn, những người khiêm tốn có một thái độ khiêm nhường và không đòi hỏi. Họ công nhận những điểm mạnh và thành tựu của mình mà không tự cao tự đại hoặc tìm kiếm sự chú ý. Thay vào đó,
họ tập trung vào việc tự cải thiện liên tục và nhận biết rằng họ không vượt trội hơn người khác. Khiêm tốn khuyến khích sự đồng cảm và sẵn lòng học hỏi từ quan điểm và trải nghiệm của người khác. Những người có phẩm chất biểu hiện sự khiêm tốn cũng thể hiện sự tôn trọng đối với người khác. Họ không làm nhỏ giá trị hoặc làm mất đi sự quan trọng của người khác để nâng cao bản thân. Thay vào đó, họ đối xử với mọi người một cách đáng trân trọng và tử tế, nhận ra giá trị bẩm sinh và sự độc đáo của mỗi cá nhân. Trong khi thực hành khiêm tốn, cá nhân cũng duy trì một ý thức tự tôn lành mạnh. Họ nhận ra giá trị và khả năng của bản thân mà không rơi vào kiêu ngạo hoặc tự cao tự đại. Tự tôn cho phép họ đặt ra ranh giới, đứng lên vì niềm tin của mình và theo đuổi mục tiêu của họ với sự tự tin và chính trực. Khiêm tốn và tự tôn bổ sung cho nhau, dẫn đến một thái độ cân đối và tôn trọng đối với bản thân và người khác. Những người thể hiện những phẩm chất này tạo ra các mối quan hệ ý nghĩa, khuyến khích sự hợp tác và đóng góp tích cực cho cộng đồng của họ. 5. Trách nhiệm và tận tụy là những phẩm chất cần thiết thể hiện sự chịu trách nhiệm và cam kết với hành động của mình. Chịu trách nhiệm, những người có phẩm chất chịu trách nhiệm với hành động và hậu quả của mình. Họ hiểu rằng các quyết định và hành vi của họ có ảnh hưởng đến bản thân và người khác, và họ chấp nhận hậu quả, dù tích cực hay tiêu cực. Bằng cách chịu trách nhiệm, họ thể hiện tính chính trực và đáng tin cậy, chiếm được lòng tin và tôn trọng của những người xung quanh. Tiếp cận chủ động, những người có trách nhiệm tiếp cận chủ động để thực hiện nghĩa vụ và cam kết của họ. Thay vì chờ đợi hoàn cảnh quyết định hành động của họ, họ tích cực tìm kiếm cơ hội để đóng góp và tạo ra sự khác biệt tích cực. Họ hiểu rằng việc đáng tin cậy và đáng tin cậy là quan trọng, và họ cố gắng đáp ứng trách nhiệm của mình một cách nhất quán và hiệu quả. Những người thể hiện trách nhiệm không tham gia vào trò chơi trách nhiệm hoặc đổ lỗi cho người khác. Thay vào đó, họ tập trung vào việc tìm kiếm giải pháp và học hỏi từ những sai lầm. Họ hiểu rằng đổ lỗi cho người khác không giải quyết vấn đề mà chỉ làm trầm trọng thêm, và họ chịu trách nhiệm tìm ra giải pháp xây dựng. Tận tụy liên quan đến sự cam kết vững chắc với việc thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm của mình. Những người có trách nhiệm thể hiện tận tụy bằng cách liên tục đưa ra nỗ lực tốt nhất của họ và kiên trì trong mặt của thách thức. Họ ưu tiên trách nhiệm của mình và tập trung vào việc đạt được mục tiêu của mình, ngay cả khi gặp khó khăn. Trách nhiệm và tận tụy đi đôi với nhau, phản ánh sự chịu trách nhiệm mạnh mẽ, đáng tin cậy và cam kết. Những người ưu tiên những phẩm chất này đóng góp tích cực vào sự phát triển cá nhân, mối quan hệ và cộng đồng lớn hơn. 6. Biết ơn và báo ân là những phẩm chất thể hiện sự đánh giá cao và mong muốn đáp lại lòng tốt. Những người có phẩm chất biểu hiện lòng biết ơn đối với những người đã giúp đỡ họ hoặc tạo ra một ảnh hưởng tích cực trong cuộc sống của họ. Họ nhận ra giá trị của sự giúp đỡ hoặc hỗ trợ mà họ đã nhận được và dành thời gian để thể hiện lòng biết ơn một cách chân thành. Sự biết ơn tạo ra một cảm giác kết nối và củng cố các mối quan hệ bằng cách thể hiện sự đánh giá cao về hành động và ý định của người khác. Những người thể hiện lòng biết ơn cũng tìm kiếm cơ hội để đáp lại lòng tốt. Họ hiểu rằng những hành động tốt lành tạo ra một chu trình của sự rộng lượng và thiện chí, và họ cố gắng đóng góp tích cực vào chu trình này. Dù là qua những hành động tốt lành, hỗ trợ hoặc đơn giản là thể hiện lòng biết ơn, họ cố gắng trả lại cho những người đã giúp đỡ họ hoặc cho những người khác đang cần. Sự biết ơn và báo ân tăng cường mối quan hệ bằng cách khuyến khích sự đánh giá cao và hỗ trợ lẫn nhau. Khi các cá nhân thể hiện lòng biết ơn và đáp lại lòng tốt, nó tạo ra một động lực tích cực nơi mọi người cảm thấy được đánh giá cao và hiểu biết. Điều này củng cố các liên kết và khích lệ các hành động tốt và hỗ trợ tiếp tục giữa các cá nhân và trong cộng đồng. Thực hành lòng biết ơn và báo ân gieo mầm những phẩm chất đạo đức như sự thông cảm, lòng từ bi và sự rộng lượng. Nó khuyến khích các cá nhân xem xét tác động của hành động của họ đối với người khác và hành động với lòng tử tế và lòng từ bi đối với những người xung quanh. Bằng cách tích cực tìm kiếm cơ hội để thể hiện lòng biết ơn và đáp lại lòng tốt, các cá nhân đóng góp vào việc tạo ra một xã hội có lòng quan tâm và từ bi hơn. Lòng biết ơn và báo ân là những phẩm chất cần thiết thúc đẩy sự đánh giá cao, lòng tốt và củng cố các mối quan hệ. Những người thể hiện những phẩm chất này đóng góp vào một văn hóa của sự rộng lượng, lòng từ bi và sự hỗ trợ lẫn nhau, làm phong phú cả cuộc sống của họ và cuộc sống của những người xung quanh. Như vậy, cách đối nhân xử thế của người quân tử không chỉ thể hiện qua lời nói mà còn thể hiện qua hành động và thái độ sống. Đó là một lối sống cao đẹp mà mỗi chúng ta đều có thể học hỏi và áp dụng vào cuộc sống hàng ngày.